Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, chúng tôi xin chỉ đến quý vị và các bạn gương một hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi và nhiệt tình với công tác hội ở thôn 16 xã Nam Dông. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, nhiều cán bộ, hội viên người cao tuổi ở xã Nam Dông đã gương mẫu tham gia lao động sản xuất và trở thành những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Điển hình như ông Nguyễn Thanh Bình ở thôn 16 đã vượt qua khó khăn vươn lên trở thành một trong những gia đình có thu nhập cao ở trên địa bàn xã. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tiếp chúng tôi trong căn nhà gỗ của, của mình, ông Nguyễn Thanh Bình ở thôn 16 xã Nam Dông tham sự sinh ra và lớn lên ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, được chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng cực khổ, quanh năm làm lũ nhưng vẫn thiếu ăn thiếu mặc. Sau khi lập gia đình, ông đã bàn với vợ con quyết định vào tây nguyên lập nghiệp và định cư tại thôn 16 xã Nam Rong. Bước đầu trên vùng đất mới, cuộc sống gặp nhiều khó khăn ông và gia đình đã khai hoang đất rẫy và thực hiện theo phương châm lấy ngắn nuôi dài chủ động trồng các cây rau màu có giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập và mua thêm đất trồng các loại cây công nghiệp dài ngày để phát triển kinh tế gia đình với bản tính cần cù ham học hỏi nên các loại cây trồng của gia đình ông phát triển tốt và cho năng suất ổn định đất không phụ công người nhờ biết tiết kiệm chi tiêu trong cuộc sống nên kinh tế gia đình ông ngày một đi lên con cái được ăn học đàng hoàng và thành đạt. Hiện nay, với hơn 1 hecta cà phê và hơn 5 xảo ao cá, cho thu nhập mỗi năm hơn 150 triệu đồng. Nói chung là dạy các cháu ăn học rồi là làm kinh tế thì cứ đàn ra đàn vào. Ngày xưa mới vào tay trắng thì tay không thì vào nó cũng vất vả lắm. Nhưng sau bây giờ nó cũng bình thường và cũng có ổn định, có thức ăn tiêu. Rồi cũng có cho các cháu vay mượn làm ăn kinh tế thêm. Một điều đáng ghi nhận ở ông Nguyễn Thanh Bình là ngoài làm kinh tế giỏi, ông còn tích cực tham gia các hoạt động của tri hội người cao tuổi thôn 16 theo tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích. Với suy nghĩ, người cao tuổi làm kinh tế không phải chỉ làm giàu cho mình mà còn tạo điều kiện giúp đỡ người nghèo. Năm nào, ông cũng trích một khoản tiền thu nhập của gia đình và vận động các con tặng quà Tết cho hộ nghèo, người cao tuổi gặp khó khăn hỗ trợ đột xuất cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Trong gia đình, ông luôn là người ông, người cha gương mẫu, luôn nhắc nhở con cháu làm giàu bằng sức lao động, sống có nghĩa, có tình làng nghĩa xóm. Gia đình và bản thân đồng chí là luôn luôn tích cực và động viên bà con góp phần xây dựng cái thôn buôn văn hóa vừa rồi là đạt 19 tiêu chí chính là gia đình của ông chí và bản thân của ông chí Nguyễn Thanh Bình chi hội trưởng đóng góp rất lớn vào công việc xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí của xây dựng nông thôn mới mà gia đình đồng chí bản thân đồng chí là những người đạt tuổi cao gương sáng mẫu mực đồng chí là thật là một hội viên một chi hội người cao tuổi gương sáng và mẫu mực dù bận rộn việc gia đình ông nguyễn thanh bình vẫn dành thời gian hoàn thành tốt công tác xã hội với lối sống giản dị hòa đồng với mọi người nên được bà con quý mến tin tưởng ông xứng đáng là tấm gương hội viên làm kinh tế giỏi điển hình trong phong trào tuổi cao gương sáng của hội người cao tuổi xã nam rong Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài truyền thanh truyền hình huyện Chư Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên địa chỉ website đài truyền thanh gov vn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.